ơn mà những người đã chiến sĩ đã bảo vệ chúng ta. Ngày nay nước Mỹ chúng ta ở được ông bình an yên ổn thì cũng nhờ những cái chiến sĩ đầu óc và họ đó đã đem công đem khó để ra giữ tiền biển cho thôi người ở trong nước. Còn không thì chúng ta sẽ bị virus, bị khủng bố đủ mọi mặt. Nhưng khi bình yên chúng ta quên đi. Và đó là cái điều mà chúng ta. Ngày hôm qua tôi dự một cái lễ là biết ơn người mà đem những người HO, tức là những người mà Human Organ Research và những người con lai và đến nước Mỹ. Ông này là Sunset và ông là phụ tá thứ trưởng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Khi ông đến Việt Nam, ông nhìn thấy những người con của những người tù không được đi vào trường học, vợ họ ở nhà bán sạch hết, không có tiền để thăm nuôi. Và có nhiều người bị tù về không được làm gì hết, là một công dân loại 2 không có hộ khẩu. Và nào là con họ phải đi bán vé số, phải đi bán bánh mì, phải bán thuốc lá để nuôi gia đình. Và ông nhìn thấy cảnh đó rất là đau xót. Ông Robert này, ông chịu không nổi. Ông là con cái của Chúa. Ông về cầu nguyện. Và khi cầu nguyện rồi, Chúa thúc giục ông. Ông phải xin chính phủ Mỹ trực tiếp đến Hà Nội để yêu cầu chính phủ giúp đỡ cho người tù được ra. Thì đó thôi. Nhưng mà ông nói, nếu được ra thì làm gì? Cho họ qua mình. Và quý vị biết, ông Robert này, tinh sách này, ông yêu thương người Việt Nam, ông yêu thương những người tù cải tạo, ông yêu thương những người con lai mà bị người ta ruồng bỏ. Chính những người Việt Nam với người Việt Nam cũng che thường như thường, chứ không đổi gì ai cả. Mà ông thấy như vậy, cảnh như vậy. Bây giờ ông 3 lần ông đến Hà Nội yêu cầu Hà Nội giúp đỡ. Và sau khi họ chưa kịp ký giấy thì ông về hội thánh cầu nguyện. Ông cầu nguyện. Và khi ông về mà cầu nguyện xong, ông trở lại Hà Nội lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì Hà Nội đã chấp thuận. Ông mừng, ông gọi các nơi cảm ơn Chúa, cảm ơn. Thưa quý vị, ngày nay những người con HO bác sĩ, những người con HO tiến sĩ, những người con HO đã làm biết bao nhiêu điều mà trên nước Mỹ thấy rằng có những người bác học, quý vị, có những người đại tá, có người chuẩn bị lên tướng nữa quý vị ạ. Nhưng hỏi rằng ai có biết được ông Robert Sunset không? Ông chết vừa rồi, tháng 9 vừa rồi. Thì quý vị ơi, em của ông đem về nuôi, cháu của ông chăm sóc ông rồi, ông qua đây về với Chúa. Ông vui vẻ. Nhưng mà ngày hôm qua tôi tưởng là cái nhà chỗ mà hội đó đông người Việt lắm, đông như là màu HO lắm, đông như người con lai lắm. Nhưng mà quý vị ơi, đây dưới 200 người. Tại vì sao mà chúng ta quên những cái ơn bắt đầu từ khi có HO, bắt đầu từ khi có con lai đến mình, không biết ai giúp đỡ mình. Và thậm chí những người mà đi được HO và đi con lai đó, quý vị biết tiền lái máy bay ở đâu mà có? Ai cho mượn? Ai cho mượn rồi đi qua đây phải trả cho họ từng cần gì? Cần đồng cho họ. Có người không nhìn ra. Quỹ nhà thờ New York có một cái quỹ cho mượn tiền trả lại cho người khác mượn tiếp. Không có chính phủ nào cho cả. Nhưng mà quý vị ơi,
thậm chí họ trả ơn cho những người mà đã giúp cho họ thì tiếc thức. Khen thì không có khen, biết ơn mà có những trách nhiều hơn. Đó là cái đạo làm người chúng ta quên, mất đi đạo làm người. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói con người sống trên đất này bày tỏ đạo làm người biết ơn Đức Chúa Trời. Con người kiêu ngạo, vâng ạ, tôi có tất cả là do bàn tay của tôi có tất cả là do cái đầu của tôi khôn ngoan, tôi có tất cả là do tôi đi làm, mà tôi không đi làm thì không có tiền trả tiền nhà. Nhưng mà quý vị ơi, con người quên, quên ơn Chúa cho mình khỏe. Nếu mình đi làm nhiều mà bị ung thư cứ đi làm được không? Thôi chứ còn gì nữa, tôi làm tất cả. Dầu rằng tôi làm ra nhưng mà ơn của Chúa cho tôi khỏe, Chúa ban phước cho tôi, Chúa ban ơn cho tôi, và Chúa cho tôi có miếng ăn ngày hôm nay là ơn trên cho tôi. Tôi biết ơn. Con người quên sự sống của mình là thuộc về Chúa. Con người quên, quên sự sống của chúng mình ở đây là cũng thuộc về Chúa. Có ai nói là ngày mai tôi bình yên, ngày mốt tôi bình yên, tôi bình yên đến 120 tuổi không? Không. Ngồi đây chạm ra ngồi không biết ra sao, tai nạn xảy ra, hay thác xảy tới, đủ mọi bề trên cuộc đời của chúng ta. Và cái chết thì bất cứ lúc nào cũng chết cả. Nhưng mà Chúa là đấng cần trô, Chúa ban sự sống cho chúng ta và Chúa giữ gìn sự sống chúng ta, chúng ta phải biết ơn. Đó là con người bày tỏ lòng biết ơn mình đối với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, ở đây có một người đàn bà làm gì để tỏ bày tấm lòng biết ơn? Bà làm gì? Bà đã làm một mà mọi người khác không giống như bà, phải không? Ở trong Luca đoạn 7 câu 37 câu 38 bà làm gì? Thứ nhất, bà bỏ tiền ra mua bình dầu bao nhiêu? 300 DNE. Một DNE thì một ngày chỉ làm được được một DNE mà thôi, một đô la mà thôi. Mà 300 DNE thì quý vị biết bao nhiêu ngày? 300 ngày thì bao nhiêu? Tổng cộng bao nhiêu được năm không? Năm có 365 ngày, bây giờ 300 ngày thì đúng đi. Năm lương của bà. Bà làm gì nữa? Bà này khóc dưới chân của Chúa và lấy nước mắt ra mà rửa chân của Chúa. Còn làm gì nữa? Lấy tóc của mình. Quý vị biết cái tóc của người Do Thái, người Trung Đông là cái tóc quý lắm. Họ cái khen họ trâm mà chỉ lò cái mặt đó thôi, không cho thay cái tóc nữa. Tóc là sự vinh hiển, mà họ trâm lại nó không cho muốn người ta thấy. Có khi không cho thấy cái mặt nữa. Ý là gì? Sự vinh hiển là họ muốn để cho Chúa, là không ai muốn thấy tóc của ta. Nhưng cái bà này, bà là người Trung Đông mà bà làm gì? Bà quỳ dưới chân của Chúa, bà là bà khóc, bà lấy nước mắt bà khóc. Và bây giờ bà thoa chân Chúa rồi bà lấy cái tóc bà lao. Làm việc này không ai làm cả. Tại sao bà làm công việc này quá thấp hèn độc? Tại sao? Quý vị nghĩ tại sao mà bà này dám làm công việc thấp hèn, không bị người ta khinh, không bị người ta chê, không bị người ta có thường? Tại sao bà làm được? Quý vị nghĩ tại sao bà làm được? Bà tỏ cái lòng biết ơn gì? Cái ơn gì? Bà này mắc món nợ quá lớn mà Chúa cho bà. Không vì cho nên bà không nghĩ rằng bây giờ bà đã chết rồi, bây giờ bà sống là cái giống cái ai chê chê, ai nói tôi vẫn là con Chúa. Cho nên bà không sợ người ta chê, không sợ người ta khinh, không sợ người ta khi, không sợ người ta quên thực. Mà bà làm gì đó? Cái người ngăn trở bà là ai quý vị biết không? Chủ tiệm. Chủ tiệm
Tâm Chi Mẫu. Rồi ai nữa? Người Pharisee, thấy không? Cũng thôi mà. Tại sao để muốn tiền ma tâm này quá lớn để mua cho người nghèo để ăn đỡ bữa, tại sao không làm mà làm gì phí như vậy? Ngàn tại vì. Nhưng bà đã quyết định rồi. Bà làm. Bởi vì bà thấy món nợ mình với Chúa quá lớn, còn đối việc đó quá nhỏ. Bây giờ Chúa cho bà này cái ơn nào lớn nhất? Cái việc Chúa cho bà ơn nào lớn nhất? Cái việc nghĩ đi.